Nhà cụ Trần Lim xin kính chào tất cả mọi người, cũng như chào anh Tân ở Lâm Đồng đã đặt mua sản phẩm Roland BK5. Thì cái này anh đã chuyển tiền cọc trước cho mình, bên mình sẽ bây giờ mở nguồn lên để test lại phím và cũng như là kiểm tra lại dữ liệu ok hết chưa, rồi sau đó bỏ vô cái bao da tặng kèm cho ảnh và đóng gói để gửi đi về Lâm Đồng cho ảnh. Cảm ơn anh đã tin tưởng bên Trần Lim và đặt mua sản phẩm Roland BK5. Cây này hôm qua mình rao bán là giá là 7.500.000 đồng. Phù lùm. Phi qua BCD rất là nhạy nha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tách phím nha. Để tắt. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp theo là băng tiếng. Băng tiếng này, gum nè. Tiếng số 2 nè. Đổi tiếng nè. Ok, rất là ok hết rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng gói, rồi mình sẽ bỏ vô cái thùng BK5. Bữa trước vị khách mua cây BK5 9 triệu không lấy thùng thì cũng may là còn lại cái thùng. Do đó mà Trần Lim sẽ tiến hành đóng gói lại nha. Rồi cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và cũng như là ủng hộ Trần Lim. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.